Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến nay. Về phải gõ lại cái bánh xe này đi nó bon. Lên gõ luống luôn, gõ luống luôn, có chỉnh cơ luống luống này. Bạn đây chỉnh cơ luống. Chỉnh cỡ luống luôn đây này, chỉnh chiều dài rộng của luống đây này. Đây chỉnh ra chỉnh vào cỡ đây này, nó có mấy cái ốc khóa đây này. Đấy thò ra thay nó ra phải rộng như này. Con này hay hơn cái kia này. Quá mạnh, phải dí một lúc mà nó mới tắt được. Thôi nào, đồ tàu cho anh đây, cái này. Chuyển về đâu ấy? Chuyển cho anh về bên trung kính. Trung kính? Tàu giấy. Ngay đây. Ngay sau Cây Lam ấy. Số 3 chuyển. Ở đây có xe hả anh? Ôi nhà anh đấy. Ở đây có xe à? Nhà anh đấy. À, nhà anh đấy à? Anh trồng hoa ở... À, à. Anh trồng được bông hoa nào đẹp như này không? Còn máy bơm kia sao? Đấy, đấy anh củ rưỡi đây. Cộng là bao nhiêu? 15 năm thì hai củ rưỡi. 18. 18. Trừ cho 200 tiền xe về được không? Ôi, ấy, em chở mà. Xem mình chở mà. Anh đang vào làm thủ tục rất dâu. Xài. Anh Đồng đấy kinh khủng chưa? Nhiều hàng chưa? Nhiều không? Xin giới thiệu các bạn, đây là một kho rác. Anh em nào muốn mua đến cân, cân bán cân nhá. Phải bãi rác ở đây là bãi rác, nhưng bãi rác kia không ai mua. À, cái có một cái con bãi rác ở bãi rác kia là nhiều người mua này. Quá nhiều rác. Nhiều rác. Đã, ông, ôi ôi, tăng, tôi chưa cầm đấy làm gì, mất lực gì. Không cái đấy chỉ lái thôi. Thôi, co quẹt ra kia để em cầm. Bình Bình lên xe đi, đi theo anh, ra cho anh cái máy xe trung kính. Anh cầm cản cho. Mẹ, cầm cản cho. Mẹ, cầm cản cho. Còi cháy trung kính rồi ra. Mông thì lép, cứ chắn ống kính. Đây đây, ép sang bên còn cái này nữa này, còn cái lên lướng này nữa này. Cần gì, phải đóng tay. Cái này là được rồi. Đúng rồi. Nhà, đây này, đây để bên hông này. Đây là, tăng thẳng kìa. Đây là 50 con rồi, vẫn còn chưa xét được, thì xét. Thôi đi theo anh này, anh dẫn đâu. Anh dẫn đi đâu gì đi ấy. Anh ơi, anh mà dẫn vào nhà nghỉ là phải chạy ra nhá. Đó, Trần Duy Hưng kìa, anh dẫn ra Trần Duy Hưng kìa. Anh mà dẫn ra Trần Duy Hưng là mấy hả máy chạy nhá. Là Xuân này không về đúng không? Trần Duy Hưng đang xeo đây. Đấy, Trần Duy Hưng là đang lách vào đây với cả ai tên Đức được giảm giá. Ai tên Đức được giảm giá 50% kìa. 100% luôn à? Đéo tin. Ha 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 ha
theo đi, bốc vác đi chứ. Thế thì đi thôi, mấy giờ rồi? Đi đi, lên xe đi, đợi chờ đứng ở phía. Anh ơi, xe máy đi. Vì chẳng hạnh phúc nên rời xa, mỗi người một ngã. Phải chăng thói quen luôn cần một người thứ ba, để em hạnh phúc bên người ta. Chẳng sao đâu mà từ sau thấy Mitsu TU26. Hàng đẹp, chuyển cho khách. Mấy chục, cái này mấy chục nhỉ? 30 à? 50 chục. Sự tình nhiên. Điều có mỏ. Điều có mỏ. Ok. Còn em làm gì ai cũng